đang đang như đang đẹp đi. Đang như đến đây đi. Đỡ rồi đó, bị cái mặt tiền của em luôn, với Thái Dương cũng bị, cũng vẫn làm phần khúc rồi, vẫn đỡ. Đỡ không chị? Đỡ chứ, đỡ nhưng mà ăn uống thôi. Không có đỡ được mấy cái vết sẹo này. Thôi chứ mà em đi đẹp rồi đâu có đến nửa sáu thôi, chứ nhìn kỹ chưa có ai đẹp đâu mà. Bên mình thì có thiệt hại thì nó hôm nay không quên nữa, cái con bé mà anh tới mà lại thỏa má. Trời ơi, mình thì mình làm tới 8 giờ được rồi, là đã nhiều rồi, 8 giờ về. Nãy em với chị ghê luôn á. Ngồi ấy là làm. Ấy là ngồi được. Đỡ hơn đứng cả ngày, đứng cả ngày chị không nổi. Thiệt quá. Nhưng mà sốc hơi tầng lấy một tí á.